quý vị và các bạn, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có thể có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày mai mùng 5 tháng 9, khu vực vùng thấp khả năng nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, khoảng 50 đến 55%. Nắng nóng đúng vào ngày khai giảng năm học mới, phụ huynh và các nhà trường cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, tránh tình trạng say nắng sốc nhiệt. Thời điểm này, độ ẩm trong không khí cũng giảm thấp, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên có nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Người dân và các đơn vị cần chủ động các biện pháp để phòng chống cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.